Banana Yoshimoto, văn học của sự chữa lành. Nền văn học hiện đại của Nhật Bản nổi bật cùng những cái tên như Haruki Murakami với tài năng miêu tả các tầng lớp nội tâm của con người thông qua các thế giới song song, những tượng trưng và ẩn dụ. Higashino Keigo với khả năng xây dựng cốt truyện tuyệt vời cùng cách tiếp cận khách quan trước các vấn đề về tâm lý con người và đám đông. Kazuo Ishiguro với những khoảng lặng xoáy sâu vào tâm lý nhân vật và khả năng sáng tạo những cái kết chứa đựng đầy ẩn ý. Cùng vô số các nhà văn Nhật Bản khác với bút lực mạnh mẽ, sẵn sàng khai thác các chủ đề nhức nhối nhất của xã hội. Vậy thì cái tên Banana Yoshimoto có gì đặc biệt để xứng đáng đứng vào hàng ngũ các tác giả mới nổi bật của nền văn học hiện đại Nhật Bản? Trong video lần này, hãy cùng tác giả Xanh và Trắng và Spiral Books chúng mình tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp văn học của Banana Yoshimoto để khám phá sự diệu kỳ mà văn chương của nữ tác giả Nhật Bản mang lại. Còn mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Còn chần chừ gì nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay thôi nào. Một vài thông tin ngắn về Banana Yoshimoto. Banana Yoshimoto, tên thật là Yoshimoto Mahoko, sinh ngày 24 tháng 7 năm 1964, là một nữ nhà văn Nhật Bản nổi tiếng với các tác phẩm tiểu thuyết và truyện ngắn. Bà là con gái của triết gia, nhà thơ và nhà phê bình, dịch giả nổi tiếng của văn học Nhật Bản Takaki Yoshimoto, người được biết đến với việc dịch và giới thiệu các tác phẩm văn học nước ngoài tới Nhật Bản, bao gồm các tác phẩm của Gabriel Garcia Marquez hay Franz Kafka. Banana Yoshimoto tốt nghiệp chuyên ngành văn học Nhật Bản của Đại học Nữ sinh Tokyo vào năm 1987. Trong khi đang học đại học thì bà đã viết các tác phẩm đầu tay của mình mang tên Kitchen và được xuất bản vào năm 1988. Cuốn sách nhanh chóng trở thành một hiện tượng văn học Nhật Bản thời bấy giờ, đánh dấu bước đầu tiên trong sự nghiệp văn học của Banana Yoshimoto. Có thể nhận xét rằng tác phẩm Kitchen đã làm nên hiện tượng Banana Mania trên toàn thế giới. Thời gian đại học cũng chính là lúc mà bút danh Banana Yoshimoto xuất hiện. Bà giải thích bút danh này được sử dụng bởi sự dễ thương và lưỡng tính một cách có mục đích. Đến năm 1990, Banana Yoshimoto phát hành tiểu thuyết Lizard, nội dung nói về tình yêu và sự hiểu lầm giữa chàng trai độc thân và một cô gái bí ẩn. Những năm sau đó, bao gồm 1994, 1997 và 2002, bà lần lượt phát hành 3 tiểu thuyết là Amrita, Asleep và Vĩnh biệt Tsugami. Năm 2008, Banana Yoshimoto trở lại với tiểu thuyết The Lake, một câu chuyện về sự chấp nhận và tha thứ. Các tác phẩm của Banana Yoshimoto thường được đánh giá cao bởi giới phê bình vì sự tinh tế, nhẹ nhàng và cảm động. Bà được cho là có khả năng tạo ra những bức tranh tinh tế về tình yêu, sự mất mát và hy vọng trong cuộc sống. Với các độc giả, các tác phẩm của Banana Yoshimoto thường rất được yêu thích, đặc biệt là những người trẻ tuổi. Các tác phẩm của bà thường đề cập đến những vấn đề tâm lý và tình cảm cơ bản của con người, đặc biệt là những người đang trong quá trình trưởng thành về mặt cảm xúc. Ngoài ra, Banana Yoshimoto còn đăng những tác phẩm của mình trên cả ở những tạp chí làm đẹp, thời trang. Bà cho rằng văn học không phải chỉ để dành cho tầng lớp trí thức mà cho cả những cá nhân bình thường. Văn học là dành cho tất cả những người muốn đọc văn học. Chủ nghĩa hiện sinh từ văn học của Banana Yoshimoto. Được nuôi dưỡng bởi một triết gia, một văn tài nổi tiếng của Nhật Bản, có lẽ Banana được tiếp cận với nhiều loại hình triết học từ khi còn nhỏ. Trong tất cả những khái niệm trừu tượng, những con đường rộng lớn và ngoằn ngoèo đó, bà đã chọn cho mình một con đường có thể coi là sự cứu rỗi của tâm trí con người trong xã hội tự do. Chủ nghĩa hiện sinh. Chủ nghĩa hiện sinh, tuy rằng phức tạp như nhiều trường phái triết học khác, nhưng ở một khía cạnh nào đó thì nó cũng mang những đặc trưng tương đối đơn giản. Chủ nghĩa hiện sinh cho rằng triết học cũng như ý nghĩa của thế giới xuất phát từ con người và trách nhiệm từ các hành động của con người. Giản lược đi nữa thì chính con người là chủ thể mang lại cho thế giới ý nghĩa, cho dù nó vô nghĩa giữa một thế giới đã đạt đến đỉnh điểm của tự do. Chính như việc như hành động, suy nghĩ, cảm nhận của con người mang lại cho cuộc sống của mỗi cá nhân ý nghĩa. Và rằng, con người phải có trách nhiệm khiến cho bản thân mình hạnh phúc, từ đó thúc đẩy con người tự tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Và Banana Yoshimoto được coi là một trong những nhà văn tiên phong của chủ nghĩa hiện sinh của Nhật Bản bởi: thứ nhất, các tác phẩm của Banana Yoshimoto tập trung vào tâm lý nhân vật, mô tả cảm xúc và suy nghĩ của họ theo cách mà chủ nghĩa hiện sinh đưa ra. Những nhân vật trong các tác phẩm của bà thường là những người đơn độc, đang tìm kiếm ý nghĩa của hạnh phúc và tìm cách đối mặt với những thách thức và khó khăn trong cuộc sống.
Ví dụ, trong tiểu thuyết Kitchen là hình tượng nhân vật chính Mikage Sakurai, một cô gái mồ côi cha mẹ, sống một mình và đang tìm kiếm niềm đam mê. Hay tương tự trong tiểu thuyết Amrita, Banana Yoshimoto mô tả kỹ càng tâm lý nhân vật chính Sakumi và cách cô đối mặt, vượt qua những thử thách, đồng thời tìm kiếm niềm hy vọng và ý nghĩa trong cuộc sống. Thứ hai, nữ tác giả liên tục phá vỡ các quy định truyền thống, đưa ra những câu chuyện độc đáo và đầy tính sáng tạo. Banana Yoshimoto sử dụng các kỹ thuật và phong cách viết mới, đa dạng hóa cách thức kể chuyện và trang bị cho những nhân vật của mình những tính cách độc đáo. Ví dụ với những tác phẩm như Asleep, Lizard và Vĩnh biệt Tsukumi, Banana Yoshimoto đã pha trộn những yếu tố tình cảm, kinh dị và huyền bí để tạo nên một câu chuyện phù hợp với thời đại hiện đại. Từ đó, đưa những nhân vật có tính cách và hoàn cảnh đặc biệt vào những tình huống bất ngờ và đầy thử thách. Thứ ba là những kết thúc mở và đầy suy ngẫm đặc trưng của Banana Yoshimoto. Những nhà văn theo trường phái chủ nghĩa hiện sinh thường có xu hướng để lại những cái kết mở để độc giả tự tưởng tượng và chiêm nghiệm. Tương tự, các tác phẩm của Banana Yoshimoto cũng đi theo phong cách này. Sự không chắc chắn, không thể đoán trước như một cách truyền tải thông điệp rằng chúng ta cần phải tìm kiếm ý nghĩa và giá trị trong cuộc sống một cách chân thành và sâu sắc hơn. Ví dụ như hai tiểu thuyết Kitchen hay Vĩnh biệt Tsugumi, Banana Yoshimoto không đưa ra một kết thúc rõ ràng cho câu chuyện của những nhân vật chính. Bà để lại cho bạn đọc một cái kết thúc mở để họ tự tìm hiểu và đưa ra những suy nghĩ của riêng mình. Thứ ba, hành trình của những nhân vật chính trong văn chương của Banana Yoshimoto. Ngoài văn chương nhẹ nhàng, du dương, dễ đọc, thì các nhân vật trong những tác phẩm của bà là những con người trải qua mất mát hay có thể nói là đạt đến tột cùng của sự trống rỗng. Họ học cách vượt qua nó từ những điều rất đổi bình thường trong cuộc sống hàng ngày, từ cảm nhận, từ hành động, từ việc xây dựng mối quan hệ với người khác. Trong tác phẩm Nắp biển, nhân vật chính Hajime vừa mất đi người bà yêu thương mình từ nhỏ và chứng kiến bố mẹ và các cô chú tranh chấp tài sản của gia đình, chuyển đến sống cùng với Marie tại một thành phố du lịch đã tàn lụi. Tưởng chừng như Marie sẽ là người giúp Hajime quên đi những chuyện buồn và chữa lành vết thương trong tâm hồn khô, nhưng đây là lúc tình yêu bất ngờ tác động tới cả hai phía. Trong tiểu thuyết Kitchen là một Eriko chuyển giới để chăm sóc cho Yuichi kể từ khi vợ của cậu qua đời. Hai người chăm sóc cho cô gái trẻ Mikage cũng vừa phải chịu mất mát. Sau đó đến lượt Eriko bị giết chết, Mikage và Yuichi vật lộn trước cuộc đời vô nghĩa bị bổ vây bởi liên tiếp những đau khổ liên tiếp. Cuối cùng, họ nhận ra rằng họ có thể nương tựa vào nhau, đau khổ cùng nhau và vượt qua cùng nhau. Trong Moonlight Shadow là một nữ nhân vật tôi vừa mất đi người bạn trai. Song song với việc đó, người em trai của nhân vật tôi cũng vừa mất đi người bạn gái trong một vụ tai nạn giao thông. Cho dù cuộc sống có thể đầy những thăng trầm và đau khổ, nhưng chúng ta vẫn có thể tìm thấy ý nghĩa và hy vọng nếu chúng ta biết cách chấp nhận và vượt qua những khó khăn đó. Chẳng còn chuyện gì có thể đẩy con người đến giới hạn của đau khổ hơn cái chết. Cái chết hiện diện trong hầu hết mọi tác phẩm của Banana, nhưng nó không có ở đó mãi. Cái chết trong các tác phẩm của bà không phải cảm giác tiêu cực vĩnh hằng, mà là hiện thân đối lập của chủ nghĩa hiện sinh. Các nhân vật của Yoshimoto có thể buồn, nhưng sẽ không bị nỗi buồn ám ảnh mãi mãi. Họ vẫn hành động, suy nghĩ và cảm nhận những điều nhỏ nhặt nhất còn sót lại trong hiện thực này, học cách mở lòng với người khác để trả lại ý nghĩa cho thế giới cá nhân của chính mình. Đó là lý do vì sao mình gọi văn chương của Banana Yoshimoto là thứ văn học có tác dụng chữa lành. Và đây sẽ là điểm phân biệt văn học của bà với các thế giới song song của Haruki Murakami, những khoảng lặng của Kazuo Ishiguro hay khả năng xây dựng cốt truyện chặt chẽ của Higashino Keigo. Ngoài ra, Banana Yoshimoto đã từng thừa nhận rằng bản thân bà bị ảnh hưởng ít nhiều bởi tác giả truyện tranh kinh dị người Mỹ Stephen King, nên đôi lúc trong các tác phẩm của mình, bà thường đưa vào những chi tiết kỳ lạ. Như trong tác phẩm Moonlight Shadow, xuất hiện một hiện tượng kỳ lạ khiến cho người sống và người đã khuất có cơ hội gặp nhau để chào tạm biệt nhau lần cuối. Và đó là một vài nét đặc biệt trong cuộc đời và sự nghiệp văn học của nữ tác giả người Nhật Bản Banana Yoshimoto mà tác giả Xanh và Trắng cùng Spiral Books chúng mình muốn mang đến cho khán thính giả. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.